khỏi Việt Nam. Dừng bán vì nhiều rủi ro. Hầu như các hệ thống cửa hàng chuyên iPhone có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh đều thừa nhận, những mẫu iPhone khóa mạng đang có chiều hướng biến mất tại Việt Nam vì sức mua mặt hàng này đang rất kém. Một hệ thống trên đường Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm ngoái iPhone khóa mạng còn có người hỏi mua nhưng nay hầu như họ chẳng quan tâm nhiều, thậm chí chẳng có người hỏi mua đối với iPhone ở dòng cao trên 10 triệu đồng. Lý do mà người mua iPhone khóa mạng sụt giảm, theo đại diện trên, nó xuất phát từ việc iPhone khóa mạng luôn gặp những rủi ro bị khóa lại khi nâng cấp lên iOS mới và phải nhờ kỹ thuật viên can thiệp. Đỉnh điểm là thời gian qua Apple liên tục tung bản cập nhật để vá lỗi, khóa ICCID khiến cho người dùng iPhone khóa mạng khốn đốn, cửa hàng bán ra cũng mệt mỏi. Một chủ cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ tương tự, iOS 1.2.3 mới khiến cho nhiều thiết bị iPhone khóa mạng đã từng mở khóa bằng mã code ICCID không thể kích hoạt, buộc lòng những người lỡ nâng cấp phải mang máy đến cửa hàng để mở khóa, khiến họ khó chịu và mệt mỏi. Các kỹ thuật viên phải dùng chiêu để mở khóa tạm thời, giúp cho người dùng có thể tiếp tục sử dụng. Chính những điều này tạo ra tâm lý e dè cho khách và các cửa hàng cũng không thoải mái khi bán mặt hàng này, chủ cửa hàng trên nhận định. Nhiều cửa hàng cho biết nhu cầu mua iPhone khóa mạng thời gian qua sụt giảm đáng kể, có cửa hàng thậm chí giảm đến 80% sức mua. Sẽ khai tử vì điện thoại ngày càng rẻ. Một lý do khác mà các hệ thống cũng cho rằng, thế hệ iPhone khóa mạng sẽ biến mất nhanh chóng trong thời gian tới bởi smartphone ở Việt Nam hiện nay quá rẻ, những thương hiệu lớn đã bắt đầu giảm giá thành sản phẩm, đưa về những thế hệ smartphone tốt hơn, cấu hình mạnh để cạnh tranh với những thương hiệu Trung Quốc đang làm mưa, làm gió, thời gian qua. Ngày trước sinh viên ít tùy chọn nên mong kiếm iPhone khóa mạng giá rẻ để sử dụng là chính, nhưng giờ đây, smartphone của các thương hiệu lớn như Samsung, Oppo, Huawei đang có cấu hình mạnh, camera tốt, giá lại rẻ, nhiều tùy chọn nên họ không nhất thiết phải đi mua iPhone khóa mạng, chủ cửa hàng trên đường Trần Quang Khải nhận định. Bên cạnh đó, chủ cửa hàng trên cũng cho biết, sức mua của thị trường di động đang chững lại, nhiều hệ thống buộc phải hạ giá sản phẩm để kích cầu, trong đó có các mẫu iPhone đời cũ được hạ giá khá sâu, khiến cho đất sống của các thiết bị khóa mạng bị thu hẹp rất nhiều. Lấy ví dụ, cửa hàng này cho biết một mẫu iPhone 6S64GB hàng quốc tế đã sử dụng vào khoảng 4,5 triệu đồng, chênh lệch khoảng 800.000 đồng so với iPhone khóa mạng cùng dung lượng, mức chênh lệch quá nhỏ không khiến cho người dùng phải đánh đổi sử dụng hàng khóa mạng với nhiều rủi ro tiềm tàng. Ngoài ra, việc bảo hành đối với các thiết bị iPhone khóa mạng cũng làm cho người bán mệt mỏi hơn so với hàng quốc tế, lợi nhuận cũng không quá hấp dẫn như trước nên việc bị khai tử là điều sớm muộn. Gia Hưng.